Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Dental Land là vòng mạch nha khoa lý tưởng của mọi lứa tuổi, 714-899-1212. Kinh nghiệm am tường và sức mạnh của AIG. Kính chào quý khán giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm, như chúng tôi trở lại với quý vị. Ông chào rồi, bây giờ đó... Dạ, ông có thể gọi để message lại cho tôi, ông nói có nói chuyện với tôi rồi. Dạ. Thì nếu ông muốn thì ông có thể gửi cho tôi cái giấy chủ quyền nhà của người con trai lớn. Nhưng mà với điều kiện là người con trai lớn ông đó, họ phải, cái anh đó phải đo bằng lòng để ký chuyển qua cho ông bà nha. Dạ, dạ, dạ. Ok, dạ cảm ơn ông. Dạ, chào ông. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ, chào luật, chào luật sư. Sư Liên. Dạ, chào cô. Xin hỏi hai câu hỏi luật sư. Dạ. Hỏi thứ nhất là cái luật tiết kiệm nước đó luật sư, là do tiểu bang, liên bang hay thành phố hay luật sư? Còn câu thứ hỏi thứ hai là cái xin luật sư vui lòng nói về cái luật cấm hút thuốc. Dạ, xin cảm ơn luật sư, tôi xin cúp phone để nghe luật sư ạ. Dạ, tôi... Điều thứ nhất á, là về vấn đề nước thì thường thường là thành phố, mỗi thành phố họ có cái quy định riêng về vấn đề sử dụng nước, và có cái thời khóa biểu khi nào đó bà có thể dặn nước trong ngày nào, chẳng hạn ngày thứ ba, thứ năm, mấy ngày trong tuần, và từ lúc mấy giờ tới mấy giờ. Thường đó thì sẽ họ cho chẳng hạn tưới nước, nhất là trong cái mấy cái lon, mấy cái vườn sân cỏ chẳng hạn, là cái thời điểm là buổi tối chẳng hạn, hoặc là từ tối cho tới sáng sớm, để nó không có bay hơi nước đi, là do cái vấn đề là California bị hạn hán, thành ra nó sẽ thay đổi tùy theo. Tuy nhiên đó, tuy là bớt hạn hán rồi nhưng mà cũng vẫn có cái sự mà giảm thiểu trong vấn đề dùng nước, tại vì về lâu về dài thì thế nào California cũng cần nhiều nước, số lượng người cần nước nhiều hơn, thành ra tùy, nói chung là tùy theo thành phố. Còn vấn đề hút thuốc đó thì tôi không có nắm vững, tôi chỉ biết rằng đó có một số những cái cơ sở mà chẳng hạn hàng quán hay công sở chẳng hạn thì mình không được hút thuốc ở trong đó. Thì chỗ nào họ để cấm hút thuốc thì mình không được hút thuốc thôi. Còn vấn đề chi tiết thì cái luật hút thuốc thật sự ra nó cũng, chúng tôi không có, và cái đó là cái luật chung của mọi người, nói chung là chỗ nào họ cấm no smoking thì mình không được smoking thôi. Nha, cảm ơn bà. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ vâng, xin chào luật sư. Dạ xin chào bà. Dạ. Vâng, thưa luật sư, cho tôi thăm về cái tiền hưu SSI đó luật sư. SSA hay SSI? SSI đó. SSA rồi sao? Tôi có hai anh chị từ Việt Nam sang đây năm 1996, rồi sang đây làm một tiểu bang Utah đó. Tôi đến thời gian này đã suốt 19-20 năm rồi, sắp sửa về hưu đó, thì cái số tiền lãnh tiền hưu đó có khi trở về Việt Nam nó có được hưởng không anh? Dạ được không? Tại vì đó trên nguyên tắc á, cái số tiền SSA tức là Social Security đó, là tiền đó khi mình đi làm mình đã đóng vào cái quỹ của chính phủ, thì nó đòi hỏi là mình sẽ đóng trên 10 năm, tức là 40 quarter. Thì cái tuổi sớm nhất của mình được hưởng đó là mình 62 tuổi. Tuy rằng đó, nếu mình lãnh lúc mình 62 tuổi đó, thì mình chỉ lãnh được khoảng 75%. Nếu mình chờ cho đến tuổi về hưu của mình đó, tức là cho những người sinh sau 1943 cho đến 1959 đó, là 66 tuổi, thì mình sẽ được lãnh 100%. Bây giờ đó, cái tiền đó đó là cái tiền của mình đã đóng vô cho chính phủ, thì chính phủ bắt buộc là phải trả lại cho mình tùy theo cái số tiền mình đóng. Do đó đó, khi cái người thân của ông về Việt Nam thì người thân ông đó có thể mở một cái chương mục ngân hàng ở một cái ngân hàng mà có chi nhánh ở bên Mỹ, thí dụ như là HSBC chẳng hạn. Thì khi mở ngân hàng HSBC bên đây, cũng bên Mỹ cũng có cái ngân hàng HSBC, thì mình có thể yêu cầu là bên cái sở Social Security đó, nó direct deposit, nó cho cái số tiền đó vào trong cái chương mục của mình. Khi nó vào rồi thì mình có thể yêu cầu để cái ngân hàng bên Mỹ mình đó, nó wire transfer, tức là nó chuyển tiền bằng cái
nó wire transfer về cho cái thương mục của mình ở bên Việt Nam. Thì cái đó đó, những cái người mà nhận cái tiền mà SSA đó, nó khác với những người tiền SSI. SSI là những người mà không có làm đủ 10 năm và không có đóng góp vô nhiều trong cái quỹ hưu trí. Nhưng mà bởi vì họ nghèo hoặc là trên 65 tuổi hay là dưới 65 tuổi mà họ bị tàn tật thì họ vẫn được chính phủ cấp dưỡng. Thì cái tiền đó đó thì nó có cái sự giới hạn, là nếu mình ra khỏi nước Mỹ trên 30 ngày là mình phải thông báo và họ sẽ cúp cái số tiền đó, chứ mình không có được gửi về Việt Nam được, khác với cái tiền SSA mà tôi vừa mới nói nha. Ok. Thưa luật sư, như là trường hợp nếu mà hai vợ chồng ông anh tôi đó mà làm quá cái thời gian hưu, tức là coi như là 65 tuổi nghỉ hưu, nhưng mà ông ấy làm cho tới 70 mấy tuổi đó thì ông có được hưởng kinh tiền không? Thực họ sẽ được thưởng thêm, nhưng mà chỉ hưởng tới 70 thôi ông. Tới 70 đó là họ phải xin để lấy cái số tiền SSA. Thì khi đó đó, cứ mỗi, thí dụ họ 66 tuổi hay 65 tuổi gì đó là họ được hưởng 100%. Thì cứ mỗi một năm họ không lãnh thì họ sẽ được tăng thêm 8%. Thì nếu họ chờ tới 70 tuổi thì họ sẽ được thêm khoảng chừng 1/3 nữa. Ok. Nhưng mà 70 tuổi là cái tuổi cuối cùng, là cái tuổi cao nhất. Sau đó là họ phải lấy ra, cho họ không có được chờ. Họ có làm thêm họ cũng sẽ không được thêm. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp mà muốn về Việt Nam đó thì phải phải vào cái nhà thương ở bên Mỹ này rồi về Việt Nam mới vào, hay là về Việt Nam rồi làm chưa luật sư? Phải mở cái bank account bên Mỹ chứ, rồi phải cho bên cái Social Administration SSA họ biết, để mà họ gửi cái check của mình vào trong cái bank account của mình. Dạ. Nhưng mà cái nhà băng luật sư nói bên đấy là SSBC hay là mình gửi vô cái Bank America được không thưa luật sư? Nhà băng nào cũng được, miễn là cái nhà băng đó đó nó có chịu để mà nó gửi. Nhưng mà cái nhà băng do cái nhà băng bên Việt Nam thôi. Tôi chỉ dùng tôi dùng SSBC tại vì tôi biết là ở bên đây nó có, bên Việt Nam nó cũng có, bên đây nó cũng có, thì tôi dùng cái tên đó. Còn không, cái nhà băng nào khác cũng có thể giúp mình cái dịch vụ đó thì nó cứ tự lực làm, chứ không hẳn là phải dùng SSBC. Okay. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ không có chịu. Cảm ơn luật sư nhiều, luật sư chào, kính chào. Dạ vâng. Dạ chào ông. Dạ chào ông. Dạ. À. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ kính chào luật sư ạ. Dạ xin chào. Hỏi là tôi, dạ năm nay tôi được 62 tuổi, tôi muốn được thi quốc tịch tiếng Việt đó luật sư. Nhưng vậy thì nếu mà tôi đi thi á, vô trong tòa thì có người thông dịch dùng không? Dạ, kỳ rồi thì có một cái thính giả có gọi vào đó bà, tôi quên rồi, nhưng mà đại khái là nếu mà bà ở đây một cái thời gian nào đó với cái tuổi nào đó thì bà có thể thi tiếng Việt mà được. Nhưng mà như tôi lâu rồi tôi không có làm về vấn đề di trú đó bà, thành ra đó bà nên gọi lại mấy cái văn phòng di trú thì maybe họ có thể giúp bà, hay là bà có thể liên lạc thẳng với lại sở di trú ngoại kiều INS, hoặc là gọi họ, hoặc là email, hoặc là check lên cái website của họ, thì có thể bà có câu trả lời nhé. Xin lỗi tôi lâu tôi không có làm gì về immigration nhé. Dạ, cảm ơn bà. Dạ chào bà. Đến đây thì chúng tôi được biết là chúng tôi phải tạm ngưng để tài chạy phần quảng cáo thương mại, thành ra quý vị còn giữ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình thì chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.